Hạ Kiều Ân bị gia đình ép tham gia một buổi xem mắt, không còn lựa chọn nào khác, cô đành tham gia cho phải phép. Khi cô vừa mới ngồi xuống, đang định phá nát buổi gặp mặt này bằng cách trang điểm xấu và nói mấy lời xàm xí, thì đột nhiên đối phương lại mỉm cười. "Đã lâu không gặp, quả đêm." Hạ Kiều Ân bàng hoàng, cái tên giả được cô giấu kín 10 năm bỗng nhiên bị lộ tẩy. Câu chuyện tình yêu cô gái giả xấu xem mắt bị bắt làm vợ phó tổng hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Chiều thứ sáu, lúc sắp tới giờ tan sở, thì xếp cô bất ngờ gửi tin nhắn trong nhóm chat của công ty. Tôi chính thức được chuyển đến chi nhánh ở Châu Phi vào thứ hai tuần sau, còn vị trí này sẽ có người từ trụ sở tới để đảm nhận. Chỉ hai câu nói ngắn ngủi đã làm toàn bộ nhân viên trong công ty bùng nổ ngay lập tức. Nhiều người gieo hò. Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật tổ này đi rồi. Mọi người phải biết rằng người xếp hiện tại chẳng những hẹp hòi, không chứa nổi hạt cát trong mắt, mà còn rất hay nổi cáu, nghiện bắt bẻ chỉ trích người ta nhân viên công ty ngày nào đi làm cũng hệt như là lên chiến trường không hề dám chỉnh mảng sợ bất cần hất đổ chén cơm của bản thân cuối cùng ông trời cũng có mắt tống khứ lão ta ra chỗ khác đã vậy còn tha đến nơi chim không thẻ mị châu phi đồng nghiệp tiểu ánh của cô hào hưng nói chị kiều ân cuối cùng cũng thay người rồi chị sẽ không bị trà đạp nữa hạ kiều ân cô người với tư cách là thư ký giám đốc đương nhiên phải chịu uất ức nhiều nhất bây giờ lão ta đi rồi cô chính là người vui mừng đầu tiên hạ kiều ân khẽ mỉm cười rồi lại thở dài thườn thượt ông ta đi thì tốt rồi nhưng sợ rằng người mới tới còn khủng bố hơn nhiều nếu vậy thì chẳng phải tôi càng thêm khốn khổ sao tiểu ánh vỗ vai cô thông cảm chắc chắn là không chị kiều ân chị sẽ không đen đuổi mãi như vậy đâu đinh nhạc chuông tin nhắn điện thoại của hạ kiều ân reo lên Cô lập tức mở ra xem. Kiều Ân, sau khi tan sở, con đến phòng 201 của khách sạn Royal xem mắt. Chàng trai mà gì con nhờ bạn giới thiệu là người vừa từ nước ngoài trở về, chất lượng cao đấy. Không được phá hỏng nghe chưa, con đã 30 tuổi rồi, không tìm được bạn trai, sắp thành bà cô già tới nơi. Hạ Kiều Ân nhìn chằm chằm loạt tin nhắn của mẹ Hạ, trái tim hạnh phúc lập tức bị rội một gáo nước lạnh. Xem mắt chết tiệt, sao mày lúc nào cũng dí theo tao vậy? Tan làm, Hạ Kiều Ân không đi thẳng đến khách sạn Royal mà ghé qua chợ trước. Tại sao phải đi chợ? Tất nhiên là để mua bộ quần áo lôi thôi xấu xí cùng một bộ tóc giả sặc sỡ rồi. Dù sao trong 9 buổi xem mắt trước đây, đối tượng của cô không phải ông chú trung niên mập mạp thì cũng là một tên dở hơi đòi hỏi nhiều. Nếu muốn rước khỏi đối tượng xem mắt, chỉ còn cách là đánh úp bất ngờ thôi. Cô sẽ mặc bộ trang phục này mang đến cho đối phương một bất ngờ lớn khách sạn Royal gần chợ. Hạ Kiều Ân thay quần áo, trang điểm tông khói đậm rồi đi thẳng đến đó. Trên đường đi, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt rất kỳ lạ. Thậm chí, mấy đứa trẻ còn sợ hãi khóc thét khi vô tình chạm mắt với cô. Hạ Kiều Ân không khỏi dưng dưng tự đắc trong lòng. Rất tốt. Đây là hiệu quả mà cô muốn. Bộ dạng thế này mà không làm đối phương sợ tới mức tè ra quần mới lạ đó. Khi đến nơi, cô choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Tòa nhà nguy nga tựa như một lâu đài rực rỡ, khách khứa và lễ tân ra vào đều ăn mặc lịch sự chỉn chu. Có vẻ như họ không hề sống trong cùng một thế giới với cô. Hơn nữa bây giờ cô đang ăn mặc vô cùng quê mùa, xấu hổ quá đi. Hạ Kiều Ân, mày muốn làm hỏng buổi xem mắt của mình cơ mà, không được xoắn. Cô thầm động viên bản thân vậy, hít một hơi thật sâu rồi xài bước về phía nhân viên lễ tân. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? Nhân viên lễ tân cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười ban đầu nhanh chóng cứng đờ lại khi nhìn thấy rõ bộ dáng của cô. Tôi đến phòng 201, cô có thể chỉ đường được không? Được, được ạ, à. mời quý khách đi theo tôi. Nhân viên lễ tân dẫn cô lên tầng, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà ai ai cũng phải ngoái nhìn. Ánh mắt họ chất đầy sự ghê tởm và ghét bỏ. Được rồi, cô biết rõ cô mất mặt đến nhường nào. Nhưng như vậy lại càng chứng minh khả năng phá vỡ bởi xem mắt này là rất cao. Ha ha. Quý khách, đã tới phòng 201 ạ. À. Hạ Kiều Ân thầm cổ vũ bản thân rồi bước vào phòng. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh một chàng trai trẻ ngồi thẳng lưng trên ghế, khí chất lạnh lùng xa cách cùng với ngũ quan sắc xảo đầy tinh tế. Chỉ là một bộ trang phục đơn giản, nhưng khi khoác lên người anh ta thì lại toát ra vẻ cao quý ngút trời. Đột nhiên trái tim cô khẽ nảy lên. Ôi! đây có phải cảm giác rung động không chàng trai nghe thấy tiếng bước chân của cô thì nhanh chóng rời bắt khỏi điện thoại và ngước mặt lên ngước nhìn cô anh ta có vẻ hơi giật mình trong lòng cô vui như mở hội thế nào khiếp vía rồi chứ gì hạ kiều ân nhanh chóng bước đến ngồi đối diện với anh ta cô đặc biệt chào bằng tiếng quan thoại không được lưu loát cho lắm xin chào tôi là hạ kiều ân chàng trai gật đầu một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên Xin chào, tôi là Lôi Vũ Tranh. Ngay sau đó, anh ta cong môi cười. Đã lâu không gặp, quạ đêm. Hạ Kiều Ân bàng hoàng, cái tên giả cô đã giấu kín 10 năm, bỗng nhiên bị lộ tẩy rồi. Anh em cứu với, làm sao bây giờ? Hạ Kiều Ân sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là doanh nhân, mẹ làm nhà giáo. Kể từ khi còn nhỏ, kỳ vọng lớn nhất của họ đối với cô chính là phải học tập chăm chỉ để thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, tốt nghiệp và tìm được một công việc tốt, vài năm sau thì kết hôn sinh con. Mà cô cũng không phụ sự kỳ vọng của họ, trở thành một cô gái ngoan ngoãn lễ phép, học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ. Nên lúc học tuyệt đối không bàn chuyện yêu đương, lúc nên làm việc thì tuyệt đối không sao nhãng. Suy cho cùng thì học tập có thể mở rộng tầm nhìn của cô, công việc có thể khiến ví tiền của cô dày cộp lên, cớ gì mà không cố gắng? Nhưng sau khi bước vào xã hội, áp lực trên vai cô ngày càng lớn, cô càng trở nên mờ mịt hơn. Kết quả là mỗi ngày sau khi tan sở, cô đều lôi cô bạn thân An Nhã Nhiên đến quán karaoke để xả stress. Nếu không hát cho đến khi trời đất mịt mù, hai người bọn họ sẽ không về nhà. An Nhã Nhiên thấy cô trải qua một cuộc sống bế tắc nên đã giới thiệu cô tới một quán bar cao cấp do cô ấy mở, với tư cách là ca sĩ nhạc rock thường trú. Điều này không chỉ giúp cô xả stress mà còn kiếm được khá khá tiền nữa. Nhưng cô đã quen là một cô gái ngoan trong mắt mọi người, bản tính lại sống nội tâm, làm sao có thể không biết xấu hổ ca hát trước mặt người khác được? An nhã nhiên vỗ ngược nói, để chị đây lo hết, đảm bảo không ai nhận ra cậu. Nhờ kỹ năng biến hóa tuyệt vời của cô ấy, khuôn mặt cô được phủ một lớp trang điểm dày cộp, khoác lên mình bộ quần áo phức tạp kỳ dị. Quỷ thần ơi, đừng nói là mẹ cô ngay cả cô còn chẳng nhận ra đây là ai luôn á thế là điều đặn mỗi tuần vài ngày cô vác theo cây guitar điện đi tới quán bar cao cấp do an nhã nhiên điều hành để làm ca sĩ nhạc rock hạ kiều ân cực kỳ ham thích những rung động cuồn cuộn mà nhạc rock mang lại cho người nghe bởi vì đó chính là cảm giác tự do dưới sự bao bọc của sự tự do cô thả lỏng thỏa sức ca hát hết mình khi chơi guitar điện chẳng mấy chốc ngày càng có nhiều khách đến quán bar vì cô nhiều người thậm chí đã trở thành fan của cô luôn rồi. Có người liên tục hỏi An Nhã Nhiên, đó là ai vậy? An Nhã Nhiên không muốn tiết lộ tên thật của cô nên trả lời, tên cô ấy là Quạ Đêm. Càng ngày càng nhiều người bị thu hút, danh tiếng của cô cũng dần lan rộng trong giới quán bar. Nhiều quán bar đã gửi cho cô những lời mời với mức lương cao vút, muốn cô trở thành ca sĩ thường trú của họ, nhưng cô không muốn, bởi vì chỉ khi ở đây, danh tính của cô mới được giấu kín. Đúng vậy, trong quán bar không ai biết tên thật của cô ngoại trừ An Nhã Nhiên. Chưa ai từng thấy cô lúc không trang điểm. Bí mật này đã được duy trì suốt 10 năm trời. Thế mà người đàn ông trước mặt lại nhận ra cô. Hạ Kiều Ân nhanh chóng lướt nhìn bốn phía. May quá, cửa đã đóng, không có người phục vụ nào cả. Cô giả vờ vô tội, ngơ ngác hỏi lại. Quả đêm là cái gì? Ăn được không? Nụ cười trong mắt lôi vũ tranh càng sâu hơn, không biết cô Hạ yêu cầu gì ở bạn đời của mình. Ơn giời, anh ta đổi chủ đề rồi. Cô phải nhân cơ hội để phá nát buổi hẹn hò này mới được. Dù đối phương có là một người đàn ông yêu tú cỡ nào, thì cô vẫn chưa muốn kết hôn đâu. Phải cao 1m85 trở lên, về trình độ học vấn thì phải có bằng thạc sĩ, thuộc các trường trọng điểm, lương hàng năm tính bằng tiền tỷ, có vài căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, hơn nữa... Hạ Kiều Ân nhếch khóe miệng, anh ta phải đưa hết tiền lương cho tôi, kể cả tài sản đứng tên anh ta. Ngay cả khi đối phương đáp ứng được tất cả điều kiện đó, cô cũng không tin anh ta lại sẵn lòng trao hết tài sản cho cô. Hạ Kiều Ân thấy người đối diện im lặng hồi lâu, thì như mở cờ trong bụng, tính toán đứng dậy chuồn lẹ. Chiều cao 1m9, có bằng tiến sĩ tài chính của Đại học Harvard, lương mỗi năm khoảng 5 tỷ, vừa từ nước ngoài trở về, sắp nhận việc tại một công ty đã niêm yết nếu như em bằng lòng ở bên anh, lương của anh sẽ lập tức được chuyển thẳng vào thẻ của em. Khi nào kết hôn, tài sản sẽ sang hết tên cho em. Lôi vũ tranh đột nhiên đứng dậy, muốn cho cô xem chiều cao đáng tự hào của mình. Giỏi lắm, tên nhóc này, đầu muốn chạm trần nhà luôn rồi. Anh ta còn đặt giấy chứng nhận bất động sản bằng tốt nghiệp, thẻ ngân hàng lên bàn nữa chứ. Hạ Kiều Ân hoa cả mắt. Xong rồi, đá trúng tấm sắt. Làm sao bây giờ? ánh mắt cô hiện rõ sự lo lắng nhìn loạn xạ dạ từ chỗ này tới chỗ kia cuối cùng lại chạm phải ánh mắt tràn ngập mong đợi của lôi vũ tranh khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo của anh ta hiện lên nụ cười nhẹ hạ kiều ân xấu hổ tới mức quay mặt đi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho an nhã nhiên để cầu cứu đúng lúc này bỗng dưng an nhã nhiên lại gọi điện thoại tới đúng là trời cũng giúp cô này kiều ân khi nào cậu tới An nhã nhiên còn chưa kịp nói xong, cô đã kích động chặn lời. Cái gì? Cậu bị viêm ruột thừa? Bệnh viện nào? Tôi tới ngay. Sau đó cô quay qua xin lỗi lôi vũ tranh. Anh lôi, tôi có việc gấp phải đi trước. Chờ chút, chúng ta cho đổi số điện thoại đã nhé. Lôi vũ tranh hơi rốt ruột. Xin lỗi, tôi đang vội. Hạ Kiều Ân bước nhanh ra khỏi căn phòng đó, không hề ngoảnh đầu lại một lần nào. Không sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Anh ta mỉm cười, nói với theo một cách từ tốn. Hạ Kiều Ân nhanh chóng bước tới toilet thay một bộ quần áo bình thường, rồi đi thẳng đến quán bar của An Nhã Nhiên. An Nhã Nhiên trông thấy cô thì lập tức hỏi. Kiều Ân, lúc nãy xảy ra chuyện gì thế? Tớ đâu phải điều trị viêm ruột thừa gì đâu. Ôi giời, tớ đi xem mắt, tìm lại một cái cớ để thoát thân thôi. Hạ Kiều Ân cau mày trả lời. Lần này đối tượng hẹn hò thế nào? Sẽ không vớ phải người dở hơi nữa chứ? An nhã nhiên tò mò nhìn cô. Yếu tố hiếm có đấy. Hạ Kiều Ân thở dài. Nhưng anh ta biết tớ là quạ đêm, đành phải chuồn đi thôi. Lạ thật, tớ chưa bao giờ nhắc đến tên thật của cậu với ai. Tại sao... An nhã nhiên cau mày. Chắc là hóa trang chưa đủ dày, nên người ta nhìn ra. Tớ vừa mới mua một đống mặt nạ, kính mắt, khẩu trang và các loại đạo cụ khác. Lần sau cậu chọn một ít để đem theo khi lên sân khấu đấy nhé đành vậy. Hạ Kiều Ân mím môi. Cô chỉ muốn yên ổn ca hát, không bị ai quấy rầy mà thôi. Chẳng lẽ im lặng làm điều mình thích lại khó khăn đến thế à? Hai, một tuần mới lại tới, mới sáng sớm mà cả công ty đã bàn tán rất sôi nổi về vị tổng giám đốc mới kia. Đồng nghiệp tiểu ánh buôn chuyện với cô. Chị Kiều Ân, chị nghĩ tổng giám đốc mới là người thế nào? Chị chịu, chị hy vọng anh ta là người biết lý lẽ, tính tình tốt một chút. Mỗi lần nghĩ tới tay giám đốc cũ là cô lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận bản thân không thể vùng lên. Ê, thấy bảo giám đốc đã tới cửa công ty rồi. Nghe nói là người siêu siêu đẹp trai luôn, cao tận mét chín, vừa đi nước ngoài về, còn có cả bằng tiến sĩ của đại học Harvard nữa. Tiểu ánh ngày càng phấn khích hơn. Từ từ coi, sao đoạn miêu tả này nghe quen thế nhỉ? Bỗng dưng tâm trí cô lướt qua một khuôn mặt đẹp trai. Chẳng lẽ lại trùng hợp thế? chán cô bắt đầu thâm đẫm mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc đến rồi, đẹp trai quá đi mất. Đỉnh hơn nhiều so với lão xếp béo trước đây. Được làm cấp dưới của một anh chàng đẹp trai thế này, có chết cũng mãn nguyện. Cả công ty sôi sục khi nhìn thấy bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Đặc biệt là các nhân viên nữ, ai ai cũng hào hứng phấn khởi, trừ cô ra. Khi tiếng bước chân ngày một gần hơn, mọi người lập tức đứng dậy vỗ tay chào mừng vị tổng giám đốc mới. Lôi vũ tranh khoác một tay trang màu đen, rồi từ từ bước tới. Bộ trang phục cắt may vừa vặn, vai rộng eo hẹp, cả đôi chân dài thon thả của anh ta cũng rất nổi bật. Tôi là Lôi vũ tranh, tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Khác với ấn tượng chung của hai người bọn họ về một người lãnh đạo độc đoán lạnh lùng, anh ta chào đón mọi người bằng vẻ mặt rất đỗi ôn hòa và dịu dàng. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Thư ký, vào văn phòng của tôi. Bỗng nhiên Lôi Vũ Tranh đột nhiên hướng mắt về phía cô, trong đó lộ rõ vẻ hà khắc nghiêm nghị. Hạ Kiều Ân dùng mình, anh ta định trả thù cô vì hôm trước cô đã từ chối anh ta trong buổi xem mắt đấy à? Tiểu Ánh hâm mộ, "Sướng thế, em cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với cấp trên đẹp trai." Hạ Kiều Ân không khỏi lắc đầu rồi thầm cảm thán, "Em gái nhỏ vẫn còn là một tấm chiếu chưa trải, em không nhìn thấy đuôi sói lấp ló dưới bộ da kiều à?" Hạ Kiều Ân bước vào phòng tổng giám đốc với tâm trạng thấp thỏm, trên tay là một chồng hồ sơ cần bàn giao. Lôi Vũ Tranh nhìn cô từ đầu đến chân, một lúc sau mới trả lời: "Quả nhiên em của ngày hôm đó và em của ngày hôm nay có sự khác biệt rất lớn." Nói nhảm, hôm đó cô cố tình làm xấu bản thân nên mới thế, sao có thể so sánh được với cô khi đi làm chứ? Tổng giám đốc, đây là văn bản cần bàn giao, mời ngài xem qua." Hạ Kiều Ân gượng cười. Lưu Vũ Tranh đọc tài liệu một lúc lâu, thỉnh thoảng lại cau mày. "Có lẽ hôm nay tôi sẽ phiền em nhiều đấy, phải làm thêm giờ." Anh nói một cách rất nghiêm túc. "Vâng ạ." Tài liệu có chút vấn đề. Hạ Kiều Ân gật đầu, không dám phản bác một câu nào. Ai bảo đối tượng xem mắt mà cô từng từ chối, lại bỗng nhiên trở thành sếp của cô chứ? Cả ngày hôm đó, Lưu Vũ Tranh không nhờ cô làm gì khác, ngoài pha cà phê và sắp xếp tài liệu. Ngược lại với cô, anh ấy bận rộn trước máy tính cả ngày, ngón tay gõ phím không ngừng nghỉ. Đến tận tối muộn anh ấy mới ra khỏi văn phòng. Khuôn mặt tươi tỉnh lúc sáng bây giờ có vẻ hơi hốc hác. Có thể tan sở rồi, giờ đã khá muộn, chỉ bằng để tôi đưa em về nhà nhé. Đôi mắt hẹp dài của lôi vũ tranh tỏa sáng. Không cần phiền tổng giám đốc đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi, lối vào tàu điện ngầm ở ngay dưới lầu thôi. Sau đó cô lập tức xách túi rời đi, Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là đến quán bar của An Nhã Nhiên để biểu diễn. Nếu không nhanh chóng chút hết được sự bực bội và khó chịu trong lòng, cô sẽ ngột ngạt tới phát điên mất thôi. Để tránh bị người khác nhận ra, cô đã cố tình đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt trước khi lên sân khấu. Bởi vì hôm nay thực sự rất chán nản, nên cô đã chọn một bài hát rất thú vị. Trong chốc lát, ánh đèn mờ ảo và tiếng trống nhịp nhàng đã thắp sáng cả quán bar tối tăm này. Nhiều người hát lớn theo cô, còn hét lên biệt danh của cô nữa. Hạ Kiều Ân nhìn thoáng qua khán giả dưới sân khấu, ai ai cũng rất đổi phấn khích. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lối vũ tranh, tại sao anh ta lại ở đây? Hạ Kiều Ân thấy anh ta rót đầy ly rượu và uống hết trong một ngụm. Trên khuôn mặt ấy cũng hiện lên một chút buồn bã. Anh ta bị sao vậy nhỉ? Lẽ ra bây giờ cô nên tập trung vào ca hát nhưng không ngờ đầu óc cô lại trở nên lơ đãng cứ lướt nhìn mãi về phía anh ta hình như lôi vũ tranh nhận ra ánh mắt của cô anh ta vừa lắc ly rượu vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý tình huống này kéo dài tới tận khi cô kết thúc màn trình diễn chết tiệt chẳng lẽ anh ta phát hiện ra cô nói dối về việc sẽ về nhà sao nơi này không nên ở lâu tốt nhất là cô nên chuồn lẹ trước khi anh ta nhận ra hạ kiều ân nhanh chóng bước vào phòng thay đồ ẩn được an nhã nhiên chuẩn bị tẩy trang rồi thay quần áo an nhã nhiên gõ cửa bước vào hưng phân nói kiều ân tuần sau một người bạn của tớ sẽ bo chọn quán bar tổ chức tiệc sinh nhật bạn tớ là fan của cậu đến lúc ấy cậu chọn một số bài hát phù hợp với dịp đó nhé được hạ kiều ân gật đầu tớ cũng đã mời ban nhạc seoul đến hát vào tuần tới chắc chắn là rất vui ban nhạc seoul có phải là ban nhạc underground rất nổi tiếng không nhưng không phải là rất khó để thuê được ban nhạc Su-un tới à? Hơn nữa, nghe nói ca sĩ chính của họ, Mỹ, rất là bí ẩn. Hạ Kiều Ân tò mò hỏi An Nhã Nhiên. Trước đây tớ từng mời họ hát ở quán bar, nhưng luôn bị từ chối. Lúc nãy tớ vừa nhận được một cuộc gọi nói rằng họ có thể đến hát vào tuần tới. Tuyệt vời quá đi mất. An Nhã Nhiên tung tăng rời đi. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của An Nhã Nhiên, cô cũng vui theo vì hôm nay là sinh nhật một người bạn của an nhã nhiên hơn nữa người đó còn là fan của cô cho nên cô phải chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn nhưng đêm đó an nhã nhiên lại áy náy nói với cô kiều ân chút nữa có thể sẽ có một số bài hát yêu cầu ca sĩ chính của ban nhạc seoul song ca với cậu bạn tớ cũng là fan của seoul nên tớ muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ cậu không cần đổi bài hát lát nữa nhờ cậu đến căn phòng đằng trước bàn bạc với họ nhé họ đã đồng ý rồi được. Hạ Kiều Ân thoải mái đáp ứng. Thật ra song ca cũng khá được. Hạ Kiều Ân là một người khá sợ giao tiếp xã hội. Việc đứng hát trước mặt nhiều người như vậy đã không hề dễ dàng gì rồi. Hơn nữa, bạn fan này còn đặc biệt đến đây để nghe cô hát vào ngày sinh nhật. Thật ra cô rất sợ xảy ra sự cố. Dù cô đã có kinh nghiệm biểu diễn dòng dã 10 năm, nhưng có thêm người chia sẻ áp lực cũng không tệ nhỉ. Hạ Kiều Ân ngồi trong phòng thay đồ, trang điểm đậm hơn bình thường, rồi đeo một chiếc khẩu trang có hoa văn lạ. Cho dù hôm nay chỉ toàn bạn bè của An Nhã Nhiên, nhưng cô vẫn không yên tâm. Dù sao những nơi đông người cũng khá phức tạp, cô rất là dễ bị bại lộ. Nếu danh tính của cô bị lộ tẩy lần nữa, cô sẽ không dám ca hát nữa đâu. Hạ Kiều Ân bước tới căn phòng phía trước và lịch sự gõ cửa. Người mở cửa là một cậu bé gầy gò, thoạt nhìn hơi non nớt. Lát nữa tôi sẽ xong ca cùng ban nhạc của cậu. Đây là một số bài hát chúng ta có thể hát cùng nhau. Phiền các cậu xem qua. Cô đưa danh sách bài hát cho cậu bé trước mặt. Không ngờ cậu bé chợt sáng mắt, hào hứng nắm tay cô hỏi. Chị có phải là quạ đêm không? Em rất thích nghe chị hát. Chị ơi, em tên là Lôi Thần, em là fan cuồng của chị đó. Chị có thể ký tặng cho em được không? Lôi Thần vừa nói vừa lấy giấy bút từ trong túi ra. Một trong những thành viên của ban nhạc Seoul nổi tiếng lẫy lừng lại là người hâm mộ cô, đây là điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới ánh mắt mong đợi của lôi thần khiến cô không nỡ từ chối bèn tiêu sái ký biệt danh của cô vào giấy lôi thần lấy chữ ký cẩn thận bỏ vào trong túi như tìm được kho báu cậu còn tan gẫu với cô thêm vài lời lôi thần em đang lề mề làm gì vậy sắp đến giờ biểu diễn trên sân khấu rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên hơi quen thì phải hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi chị ơi Bọn em sắp lên sân khấu rồi Em rất mong chờ được biểu diễn cùng chị Lôi thần nháy mắt Nhận lấy danh sách ca khúc trong tay cô Rồi đóng cửa lại Theo sự sắp xếp của An Nhã Nhiên Ban nhạc Su Un biểu diễn trước Sau đó mới tới cô biểu diễn Cuối cùng cô hát một vài bài hát Với ca sĩ chính của ban nhạc Su Un Vì vẫn còn sớm Nên cô đứng ở một bên hậu trường Lén kéo rèm nhìn ngó xung quanh Hạ Kiều Ân thấy 30-40 thanh niên nam nữ Đang ngồi trong quán bar Ngồi giữa là một người đàn ông cao giáo đẹp trai, trong vòng tay anh ta còn có một cô gái ăn mặc lòe loẹ loẹt. Những người ngồi xung quanh thỉnh thoảng lại nói mấy lời như Chúc mừng sinh nhật anh Vũ, chị dâu. Chắc hẳn người tổ chức sinh nhật hôm nay là anh Vũ, ngồi ở giữa rồi. Còn người phụ nữ kia là có mối quan hệ rất thân thiết với anh ta. Với tư cách là chủ quán bar, ăn nhã nhiên đương nhiên phải làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà để chiêu đãi họ. Vũ Thiêm, hôm nay là sinh nhật của cậu, Chị mời cậu một ly. An Nhã Nhiên rót đầy ly rượu rồi thoải mái uống một hơi cạn sạch. Chị à, chị khách xáo quá rồi, em cũng mời chị một ly. Vũ Thiêm cười, cười cười, cụm ly với An Nhã Nhiên. Anh ta lại rót đầy ly rượu và muốn tiếp tục uống với An Nhã Nhiên. Anh Vũ, sao anh cứ uống rượu với người khác mãi thế, chẳng thèm nói chuyện với em. Giọng điệu quyến rũ thật sự rất biết cách khiến trái tim người ta rung động người phụ nữ dầu môi tỏ vẻ không hài lòng an nhã nhiên hiểu ý vũ thiêm chị còn có việc khác phải làm không tiếp chuyện với cậu được lát nữa nhớ coi biểu diễn nhé được rồi chị ơi em đang rất mong chờ đây vũ thiêm hưng phấn quay người lại dỗ dành người trong lòng ôi bạn gái mới của vũ thiêm thật sự không phải là một đứa biết điều chỉ sợ tên nhóc này sẽ phải chịu khổ mất an nhã nhiên vừa đi vào hậu trường thì nhỏ giọng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng đột nhiên những tiếng trống nổ vang bên tai cô ban nhạc Seoul sắp lên sân khấu Kiều Ân mau nhìn này An Nhã Nhiên kéo cô vào hậu trường nơi cô có thể nhìn thấy sân khấu mỹ đẹp trai quá ngay cả khi anh ấy đeo mặt nạ tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai ấp vào mặt An Nhã Nhiên lập tức phấn khởi chẳng còn thấy biểu cảm lo lắng lúc nãy đâu nữa Hạ Kiều Ân nhìn theo ánh mắt của An Nhã Nhiên chỉ nhìn thấy bốn người trên sân khấu lôi thần mà cô mới gặp đang chơi chống một cách điêu luyện, còn hai người kia là tay bát và keyboard. Và người đứng phía trước đeo mặt nạ hóa trang và hát trong khi chơi guitar điện, chính là ca sĩ chính bí ẩn Mị. Giống như cô, danh tính thực sự của anh ấy không được thế giới bên ngoài biết đến, thậm chí còn ít người biết được khuôn mặt thật của anh ta. Lúc này, Mị mặc bộ đồ màu đen tuyền, chiếc áo ba lỗ không tay rộng rãi, khoe khéo những đường cơ săn chắc của bắp tay, những ngón tay đang gảy guitar điện nhìn có vẻ tùy tiện nhưng lại rất đỗi linh hoạt và đầy sức sống. Dưới ánh sáng mờ ảo liên tục của sân khấu, đôi bông tai hình ngôi sao phát ra ánh sáng lập lòe, kết hợp với vòng tay tầng tầng lớp lớp đinh tán, lại càng tôn lên dáng người vốn cao lớn và thẳng tắp kia, tăng thêm mấy phần quyến rũ, thật sự hấp dẫn chết người. Ngay khi giọng ca trầm thấp từ tình ấy vang lên, tất cả nam nữ có mặt đều điên cuồng. Vốn dĩ đây phải là bữa tiệc sinh nhật bỗng nhiên bây giờ lại trở thành khung cảnh đu idol của ban nhạc seoul a à, mỹ em yêu anh tôi có thể tận mắt nhìn thấy ban nhạc seoul biểu diễn chết cũng không hối tiếc an nhã nhiên thậm chí còn chạy tới phòng đạo cụ tìm được vài cây lai stick hỗ trợ phân phát cho những người có mặt hạ kiều ân khác với họ chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào hình dáng cao gầy đó một lúc lâu cảm giác này khiến cô thấy rất quen thuộc cả giọng nói lúc nãy nữa người cô nghĩ đến chỉ có một 10 phút trôi qua một cách nhanh chóng, màn trình diễn của ban nhạc Seoul đã kết thúc. Bầu không khí tại đây đã hoàn toàn bốc cháy. Đến lượt cô biểu diễn, Hạ Kiều Ân đeo cây guitar điện trên lưng, tựa người vào một bên sân khấu ở lối ra. Lôi thần rời sân khấu trước, theo sau là Mỹ và hai thành viên còn lại. Chị, chị ở đây à? Chúc chị biểu diễn suôn sẻ. Lôi thần vừa nhìn thấy cô thì đã phấn khích hét lên. Vốn dĩ Mỹ đang chuẩn bị bước qua rồi, nhưng cũng dừng lại. Anh nhìn về phía cô. Hạ Kiều Ân lập sẵn kế hoạch trong đầu, lập tức đi thẳng về phía lôi thần và mị. Lôi thần tưởng cô định nói chuyện với cậu ta nên nhìn cô đầy mong đợi. Nhưng cô lại hướng người về phía mị, nhếch khóe môi. Lát nữa hợp tác vui vẻ nhé. Hạ Kiều Ân không nhìn thấy biểu cảm của mị dưới chất mặt nạ vào lúc này, chỉ xoay người đi về phía sân khấu. Nhưng cô nghe thấy lôi thần thì thầm với mị. Anh, anh và chị gái quen biết nhau à? Quen. Khác với thường lệ, vì hôm nay là một buổi tiệc sinh nhật nên khâu lựa chọn tiết mục được cô đặc biệt chú trọng, chọn một số ca khúc trữ tình để biểu diễn. Nếu nói màn trình diễn vừa rồi của ban nhạc un giống như một ngọn lửa rực cháy, khiến người ta máu huyết sôi trào, thì màn trình diễn của cô là dòng sông chảy dì rào, có thể gột rửa những muộn phiền đau khổ của khán giả. Quán bar vốn nổ nào, bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hạ Kiều Ân vút nhẹ cây đàn guitar điện, khẽ nhắm mắt lại và chậm rãi ca hát. Chùm ánh sáng vàng ấm áp trong quán bar chiếu vào cô, xung quanh tối đen như mực. Những cây gậy phát sáng lập lòe dưới sân khấu, chậm chậm đong đưa theo tiếng hát của cô. Hạ Kiều Ân không nhìn rõ biểu cảm của mọi người. Sau vài bài hát, tiếng vỗ tay như sấm và tiếng reo hò khen ngợi vang lên tứ phía. Vũ Thiêm thậm chí còn đứng dậy, rồi nhiệt tình vỗ tay, hét lên thật to. Quá đỉnh! Người phụ nữ vừa được anh ta ôm, ngay lập tức túm lấy quần áo anh ta cố gắng kéo anh ta ngồi xuống. Đôi mắt cô ta ngước liền nhìn cô đầy khinh thường. Hạ Kiều Ân cúi chào khán giả, rồi dài bước rời khỏi sân khấu, lại bắt gặp ánh mắt như muốn xuyên thủng của Mỹ. Cô nào chịu thua kém, cũng nhớ mày nhìn thẳng anh ta. Trông bộ dạng có vẻ rất thờ ơ, nhưng sau hai lỗ tai lại đỏ ửng lên thế kia. Chị ơi, chị hát hay quá. Lôi thần vội vàng tiến lại gần cô, đôi mắt lấp lánh như sao ngấn nước, chớp chớp. Những bài hát tôi chọn Mọi người đều ok cả chứ? Nếu không thì có thể đổi." Hạ Kiều Ân phất lờ Lôi Thần và hỏi Mị. "Đều ổn." Giọng của Mị khàn khàn, không nghe ra cảm xúc gì trong đấy. "Vậy thì lên sân khấu thôi, khán giả nôn nóng lắm rồi." Cây đàn guitar điện trên vai cô đột nhiên nghiêng sang, cô đang định đưa tay ra để chỉnh nó thẳng lại thì bỗng dưng Mị lại lanh tay lẹ mắt sửa giúp cô. Ánh mắt Lôi Thần cứ đảo qua đảo lại giữa cô và Mị. Anh à, trông anh và chị có vẻ không chỉ là quen biết thôi đâu. Hạ Kiều Ân ho nhẹ một tiếng, rồi quay người bước lên sân khấu, ban nhạc sơ un theo sát phía sau. Khi đám đông khán giả nhìn thấy cô và ban nhạc sơ un lần lượt xuất hiện, họ lại lập tức sôi rục. Tiếng trống dần dần mạnh lên, cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cầm micro ca hát. Bàn tay bị duyên dáng gầy dây đàn, vừa đung đưa theo nhịp, vừa hát phụ họa theo cô, bầu không khí trên khán đài lại được đẩy đến cao trào một lần nữa. Tất cả mọi người vây dưới khán đài hưng phấn hét lên. Vũ Tiêm phấn khích khoa chân múa tay, liên tục hò hét biệt danh của cô. Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta vẫn luôn ngồi tại chỗ, bắt chéo chân, nhìn cô bằng ánh mắt hung ác, nham hiểm. Một nỗi bất hạnh mạnh mẽ chợt dâng lên trong lòng cô. Không có nhiều bài hát để hát cùng ban nhạc Zoun, nên màn trình diễn đã nhanh chóng kết thúc. Đúng lúc cô đang cúi chào khán giả, chuẩn bị ngẩng đầu lên thì lại bị một dòng chất lỏng hắt vào người còn đàn bà hôi hám mày chính là người đang quyến rũ bạn trai tao một tiếng hét lớn vang lên bên tai cô hạ kiều ân không quan tâm lúc này là ai đang mắng mình chỉ nhanh chóng dùng tay sờ lên mặt để kiểm tra xem có bị thương hay không may là chỗ bị dội nước không đau hay ngứa rát gì cô thở vào một tiếng tảng đá trong lòng cũng nặng nề buông xuống chất lỏng bị hắt lên chắc là nước hoặc là đồ uống nhỉ hạ kiều ân lấy khăn giấy từ trong túi ra rồi cố hết sức để lau mặt cũng may là tất cả đồ để trang điểm của cô đều là loại không thấm nước nếu không cô còn đang thầm cảm thấy may mắn thì lại đột nhiên ngớ người ra khi thấy lấp vấn nền kia in lên khăn giấy cô ta dội nước tẩy trang lên mặt cô hạ kiều ân không dám ngẩng đầu lên nên chỉ có thể dùng một tay che mặt rồi khẽ liếc xung quanh đúng như cô dự đoán người dội nước chính là bạn gái của vũ thiêm con hồ ly tinh, cho mày lảng vàng trước mặt tao này. Người phụ nữ gầm lên, trong tay vẫn nắm chặt chai chất lỏng chỉ còn một nửa. Khán đài đột nhiên trở nên hỗn loạn. Nhiều người ngăn cản không cho người phụ nữ tiến về phía trước. Thậm chí Vũ Thiêm còn xài bước tới, muốn kéo cô ta đi với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Anh ta chửi ầm lên. Em có biết bây giờ em đang làm cái gì không? Anh mắng em. Vũ Thiêm, anh lại vì con đàn bà này mà mắng em trước mặt mọi người. Người phụ nữ lộ rõ biểu cảm hung ác, dùng sức hất mạnh tay của Vũ Thiêm ra. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy bộ mặt thật của người phụ nữ này xấu xí đến mức nào. Cô ta nói xong thì lập tức giơ chai cao lên, chĩa vào cô rồi hắt tới. Hạ Kiều Ân không kịp né tránh, chỉ vội lấy tay che mặt. Bỗng dưng cô được ôm vào một vòng tay rộng lớn. Đi thôi, tôi đưa cô vào hậu trường. Hơi thở ấm áp của Mỹ ùa thẳng vào tai cô, giọng nói trầm trầm khàn khàn, hệt như từng hạt trâu rơi xuống từng chữ từng câu đều thấm vào lòng cô đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn quên mất khung cảnh hỗn loạn để mặc cho mị dẫn thẳng vào trong hậu trường ngay khi hai người bọn họ vào phòng mị lập tức lục ba lô lấy khăn ướt lau mặt cho cô động tác của anh đầy nhẹ nhàng thận trọng cứ như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ vậy cô ngây ngẩn nhìn anh quên luôn cả việc bản thân đang che giấu danh tính đưa tay tháo khẩu trang xuống ra Mị dừng lại thao tác, sững sờ một lúc, áp sát hơn rồi tiếp tục lau mặt cho cô. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Mị. Cô đưa tay tháo chiếc mặt nạ của anh ra. Một khuôn mặt đẹp trai không tì vết ngay lập tức được phóng to trước mặt cô. Lông mi dày che phủ đôi mắt sáng, còn người đen trong như gương phản chiếu hình dáng nhỏ bé của cô. Lôi Vũ Tranh, cảm ơn anh. Hạ Kiều Ân không khỏi cúi đầu xuống, mặt mũi đỏ bừng. Đừng cử động, anh giúp em tẩy trang, sắp xong rồi. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, để đề phòng lát nữa anh sẽ đưa em về nhà." Giọng nói của Lôi Vũ Tranh rất nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ không ngừng cọ sát vào trái tim cô. Hạ Kiều Ân ngượng ngùng gật đầu. Lúc này bỗng dưng An Nhã Nhiên xông vào phòng. "Mặt cậu ổn chứ, để tớ xem có bị thương không?" An Nhã Nhiên vội vã chạy về phía cô, nhưng cô ấy lại ngạc nhiên che miệng khi thấy Lôi Vũ Tranh đang lau mặt cho cô hạ kiều ân nhanh chóng quay mặt nhìn an nhã nhiên an nhã nhiên cẩn thận nhìn trước mặt nạ trên bàn sau đó lại nhìn cô và lôi vũ tranh lúc này cô đang không hề hóa trang kiều ân cậu và mỹ quen biết nhau à sau khi an nhã nhiên nhìn chằm chằm một lúc lâu cô ấy bắt đầu dò hỏi không kìm nổi vẻ mặt hóng hớt của mình có có quen hạ kiều ân ấp ống trả lời hình như cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó mắt sáng lên Chẳng lẽ anh ấy là người cậu đi xem mắt? Ôi chúa ơi, Mỹ thực sự là đối tượng xem mắt của cậu. Chị em, cậu hơi to rồi đấy. Vậy tớ không quấy rầy hai người nữa, Kiều Ân giao cho anh đấy, Mỹ. Cô chưa kịp nói gì thì An Nhã Nhiên đã chạy mất tâm, còn không quên đóng kín cửa lại nữa. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Lôi vũ tranh đưa cho cô một chiếc mũ màu đỏ rậm, trên đầu anh đã đội một chiếc mũ màu đen rồi. Hạ Kiều Ân nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc mũ đỏ trong tay. Đây không phải là mũ tình nhân sao? Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Lôi Vũ Tranh. Nếu không phải sợ bị người khác nhận ra... Hạ Kiều Ân giả vờ phàn nàn, giọng nói lý nhí như mũi kêu, nhưng động tác đội mũ lại rất nhanh nhẹn. Kể từ bữa tiệc sinh nhật đó, Hạ Kiều Ân chưa từng quay lại hát ở quán bar của An Nhã Nhiên một lần nào. Cô nghe An Nhã Nhiên nói lý do tại sao bạn gái của Vũ Tiêm lại nổi cơn tam bành với cô. Bởi vì Vũ Tiêm thích nghe cô hát, nên thường nhắc đến cô trước mặt cô ta. Điều này khiến cho cô ta ghen tị đến mức muốn ném nước tẩy trang làm lộ bộ mặt thật của cô trong bữa tiệc. Cũng vì việc này mà Vũ Tiêm và cô ta chia tay nhau. Cô ta còn phải vào đồn công an uống trà, bị ép đi giáo dục tư tưởng vì chuyện này. Tớ đã nói rồi mà, Vũ Tiêm chắc chắn sẽ phải chịu khổ vì con mụ ấy. Người phụ nữ này cũng gan thật. May mà mặt cậu không sao, nếu không cô ta chờ mà vào tù đi an nhã nhiên nói hùng hồn qua điện thoại với cô sau đó chủ đề đột nhiên thay đổi kiều ân tiến triển giữa cậu và mỹ thế nào rồi tớ nói cho cậu biết lần này cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội tìm được đàn ông chất lượng cao như vậy khó lắm đó dù sao hai người cũng đều biết mặt thật của nhau không cần phải giấu đúng vậy điều đó không còn cần thiết nữa trong khoảng thời gian tiếp xúc với lôi vũ tranh trái tim phản kháng của cô đã vô thức có chuyển biến. Sau khi thêm lôi vũ tranh làm bạn bè, anh thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cô. Sau khi tan sở em có muốn về cùng tôi không? Lát nữa chúng ta cùng ăn trưa nhé. Hôm nay tôi khiển trách nhân viên có nghiêm khắc quá không? Cứ như vậy, hai người bọn họ cố ý tìm đề tài trò chuyện qua tin nhắn và trở nên thân thiết hơn. Ở công ty, dù bề ngoài hai người bọn họ hiếm khi giao tiếp, nhưng anh luôn lặng lẽ để mắt đến cô khuôn mặt vô cảm ngày càng trở nên tươi cười. Đồng nghiệp Tiểu Ánh buôn chuyện cùng cô nói. Chị Kiều Ân, chị có nghĩ tổng giám đốc đang yêu không? Gương mặt tươi roi rói. Lần nào tới đoạn này cô cũng lảng đi, không biết nữa. Đã lâu lắm rồi cô không đến quán bar của An Nhã Nhiên hát. Mặc dù An Nhã Nhiên ngoài miệng thì nói, tớ không muốn khiến cậu lại nhớ những chuyện đau lòng. Nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được cô ấy thực sự rất muốn cô quay lại mà cô cũng cảm thấy hơi nhớ ca hát. Nhân lúc quán bar của An Nhã Nhiên đóng cửa, cô cố ý tìm cô ấy và mượn chìa khóa quán bar. Quán bar vắng hoe, không có một ai trên sân khấu. Hạ Kiều Ân bật đèn, ngồi dưới ánh đèn sân khấu cô đơn. Cô nhìn chiếc micro dựng cao trên sân khấu, rồi lập tức cầm cây đàn guitar điện, bước lên sân khấu và bắt đầu tự chơi nhạc. Rồi sau đó, cô cất giọng hát. Không hiểu sao, càng hát cô lại càng xúc động, nhớ lại quá khứ của mình. Cô là một học sinh giỏi được mọi người khen ngợi, đồng thời cũng là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong mắt bố mẹ. Trông mong của bố mẹ dành cho con gái và những kỳ vọng cao của những người xung quanh đã khiến cô không thể lơ là trong việc học. Vì lý do này, cô thận trọng về nhiều thứ. Kỷ luật nghiêm khắc của bố mẹ khiến cô mất đi mong muốn thành thật với họ về mọi việc. Khi còn học cấp 3, mặc dù cô có ý tưởng học guitar, nhưng cô không dám nói với bố mẹ vì sợ phải chịu những trận la dầy. Vì vậy mỗi ngày tan học Cô đều lấy cớ đến thư viện học bài Để lén qua nhà ăn nhã nhiên tập guitar Nhờ vậy mà cô có thể vui vẻ Trải qua cuộc sống trung học căng thẳng Thả mình trong âm nhạc Và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình Đột nhiên một giọng hát trầm ấm Và du dương vang lên Hạ Kiều Ân căng thẳng nhìn xung quanh Chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh Đang cầm thứ gì đó trên tay Bước ra từ bóng tối Chúng ánh sáng vàng ấm áp từ sân khấu Chiếu thẳng vào dáng người ấy tạo ra vầng hào quang mờ nhạt trên thân ảnh người vừa tới. Lôi vũ tranh, sao anh... Cô ngạc nhiên che miệng lại, nhất tới không biết phải nói gì. Lôi vũ tranh trước mặt cô đang mặc một chiếc áo trắng đơn giản và quần tây màu đen, mái tóc rối mềm mại xóa tự nhiên trước chán. Bớt đi sự trưởng thành và lạnh lùng ở công ty, nhiều thêm cảm giác trong trẻo, dạng dỡ của tuổi trẻ. Anh mỉm cười, từ từ bước về phía cô với một bó hoa hồng đỏ khổng lồ trên tay. Anh bước đi tới cô trong tiếng hát của chính mình. Tiếng hát dừng lại. Vô số những giải băng đầy màu sắc đột nhiên từ trên sân khấu rơi xuống, chậm chậm như những bông tuyết. Trong chớp mắt, lôi vũ tranh đã bước lên sân khấu, cầm bó hoa quỳ một gối hướng về phía cô. Sự dịu dàng hiện rõ trên gương mặt của anh. Hạ Kiều Ân, anh thích em. Em có thể làm bạn gái của anh được không? Giây phút đó, nếu nói cô không cảm động thì chắc chắn là nói dối. Vì vậy cô đã nhận lấy bó hoa hồng. Khoảnh khắc anh ấy đứng dậy, cô nhanh chóng chặn lại đôi môi mỏng sắp mở ra của anh. "Chà, cảm giác thật tuyệt." Mặt Lôi Vũ Tranh lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín, còn cô thì vẫn đang thầm bí môi hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi. Vào một buổi tối sau khi ở bên nhau, Lôi Vũ Tranh nói rằng anh đã mua một cây đàn guitar mới nên muốn mời cô đến nhà anh để đánh thử. Thành thật mà nói, Cô có chút thấp thỏm khi nghe lôi vũ tranh muốn dẫn cô về nhà anh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên một đứa con gái độc thân suốt 30 nồi bánh trưng chưa tới nhà người khác giới. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có một cây đàn guitar mới để thử, cô lập tức quẳng mọi lo lắng lên chín tầng mây. Phải nói là nhà người giàu có khác, thu hết vào tầm mắt là khung cảnh biển tuyệt đẹp. Còn có cửa sổ cao từ trần tới sàn và ghế sofa êm ái. Ngay khi đặt lưng xuống, liền có cảm giác như đang lăn lộn giữa những đám mây trắng. Lôi Vũ Tranh thấy cô nằm trên sofa không chịu đứng dậy, bèn ôm cây đàn đi tới, còn tiện tay mang theo một chai rượu vang đỏ. Anh khéo léo khui chai rượu, rót nửa ly rồi đưa cho cô. Sau đó anh ấy bắt đầu đàn và cất tiếng hát. Là một người không uống nhiều nên cô nhanh chóng bị rượu hạ gục. Ý thức của cô dần dần trở nên chập chờn, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Không hiểu tại sao Đôi mắt cô chợt nhìn chằm chằm vào những ngón tay khớp dương rõ rệt của lôi vũ tranh. Em... em muốn chơi guitar. Hạ Kiều Ân đưa tay định kéo cây đàn qua, nhưng lại kéo nhầm tay của lôi vũ tranh. Rượu càng ngày càng ngấm, cô bị tê liệt trong giây lát, ngã vào trong vòng tay của lôi vũ tranh. Mùi thơm tươi mát thoang thoảng sọc vào mũi, cô tham lam hít hà lấy nó. Ít hầu lôi vũ tranh không ngừng trượt lên trượt xuống, khiến tâm trạng cô dối bời ngay khi cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh ấy lôi vũ tranh đã dùng sức nghiêng người đè cô xuống nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt cô nuốt nước miếng thuận thế cởi cà vạt của anh ra lôi vũ tranh anh sẽ yêu em mãi mãi chứ đời đời kiếp kiếp không bao giờ phụ lòng em tình ý miên man chìm đắm trong nhịp tim hết lần này đến lần khác trong đêm dài đằng đẵng có anh em sẽ không bao giờ cô đơn nữa Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện Lôi Vũ Tranh. Có lẽ Hạ Kiều Ân sẽ không bao giờ biết rằng Lôi Vũ Tranh học cùng trường đại học với cô và cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với Lôi Vũ Tranh là ở một góc cực kỳ hẻo lánh của trường. Khi đó cô đang say mê tập đàn guitar. Mặc dù kỹ năng chơi guitar của Hạ Kiều Ân đã rất xuất sắc, nhưng mỗi lần tập guitar là cô ấy lại lẻn vào góc đó. Hạ Kiều Ân là một người rất là khiêm tốn, ngoài người bạn thân nhất kiêm bạn cùng phòng an nhã nhiên cô không bao giờ muốn bất kỳ người thứ ba nào biết về việc cô chơi guitar tuy nhiên ông trời cứ không cho cô được toại nguyện có lần lôi vũ tranh tình cờ đi ngang qua góc đường đó rõ ràng từ trước đến nay chưa từng có ai đi ngang qua nơi đó ngoại trừ hạ kiều ân tiếng guitar nhanh nhẹn được kết hợp với giọng hát nhẹ nhàng và trong trẻo ngay lập tức đánh vào trái tim đang phiền muộn của lôi vũ tranh Rõ ràng vừa nãy tâm trí của anh vẫn còn rối loạn do cãi nhau qua điện thoại với bố mẹ về việc đi du học. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị tiếng hát bất ngờ này gột rửa sạch sẽ. Lôi Vũ Tranh trốn trong góc, lén lút nhìn chủ nhân của giọng hát. Mặc dù cô ấy để mặt mộc, chỉ mặc một chiếc quần jean, áo thun trắng đơn giản và chân mang một đôi giày vải có phần hơi cũ kỹ, nhưng lại không thể che giấu được dung mạo vô cùng nổi bật và một khí chất phóng khoáng cởi mở đó. Cả người trông rất là khoan khoái quyến rũ, cô ấy thật là khác biệt so với những cô gái thường vây quanh anh." Lôi Vũ Tranh thầm nghĩ như vậy. Kể từ thời điểm đó, trái tim vốn khép kín của Lôi Vũ Tranh lần đầu tiên trao cho người khác, ngay cả khi đối phương hoàn toàn không biết anh là ai. Sau đó anh lại cố ý đi đường vòng để đến góc phố ấy, nhưng anh không bao giờ nghe được tiếng hát của cô gái nữa. Lôi Vũ Tranh vô cùng chán nản, tâm trạng của anh lại trở nên tồi tệ vì bố anh lại gọi điện khuyên anh đi du học, để sau này anh có thể tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Lôi vũ tranh vô cùng chán ghét. Anh không muốn bị ràng buộc bởi gia đình, anh chỉ muốn dang rộng đôi cánh bay lên cao và mở ra thế giới của riêng mình. May mắn thay, số phận lại yêu ái lôi vũ tranh. Trong một cuộc thi hát do trường tổ chức, tiết mục hạ màn sân khấu là của một cô gái đeo mặt nạ và bắt theo một cây đàn guitar điện. Cô mặc một bộ đồ đen tuyền và đi đôi bốt mắc tin cao cổ cùng màu giá người thẳng tắp và cao giáo mọi thứ ở cô đều toát lên sự tự tin và mạnh mẽ mà ngay khi cô vừa mở miệng cả hội trường như cho tàn lại bùng cháy bắt đầu sôi sục vì phấn khích mọi người ở dưới khán đài đều đoán xem cô gái vừa ngầu vừa tiêu sái này là ai chỉ có lôi vũ tranh biết đây chính là người mình đang tìm kiếm anh đứng ở hàng ghế khán giả nhìn cô hát với vẻ mặt say mê nhưng anh lại trơ mắt nhìn cô vội vã rời khỏi hội trường mà không hề ngoảnh lại. Lôi Vũ Tranh thất vọng vô cùng, vốn dĩ còn tưởng có thể nhân cơ hội hỏi thông tin liên lạc của cô ấy. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh còn đặc biệt yêu cầu bạn cùng lớp truy tìm danh tính của cô gái, nhưng câu trả lời anh nhận được là người ban đầu có mặt trong tiết mục hạ màn đã rút lui vì lý do cá nhân, còn cô gái kia chỉ là nhất thời được kéo đến để cứu nguy, không ai biết danh tính thực sự của cô gái này chỉ biết rằng cô gái được kéo đến đây bởi một người tên là An Nhã Nhiên. An Nhã Nhiên? Cô ấy không phải là nữ sinh cùng câu lạc bộ với anh sao? Lô Vũ Tranh vô cùng mừng rỡ, cuối cùng anh cũng tìm được manh mối rồi. Anh có cảm giác mơ hồ rằng chỉ cần An Nhã Nhiên xuất hiện thì khả năng cao cô gái đó sẽ xuất hiện bên cạnh. Anh dự định thử vận may ở tầng dưới ký túc xá nữ. Quả nhiên, anh tình cờ nhìn thấy An Nhã Nhiên và cô gái ấy tay trong tay đi cùng nhau. Tim của Lôi Vũ Tranh đập rộn lên, anh chuẩn bị bước tới chào họ. Nhưng một chàng trai đẹp, cả người tỏa ra khí chất phóng túng, đã ngăn họ lại. Đôi tai của chàng trai đỏ bừng, cậu ta hơi ngại ngùng khi nhìn cô gái ấy. Giây tiếp theo, cậu ta ngỏ lời tỏ tình với cô gái. Lôi Vũ Tranh sững sờ, nắm đấm đột nhiên siết chặt. Anh không muốn phần tình yêu không dễ dàng gì mới nảy mầm kia bị dẫm nát bét. Cô gái từ chối chàng trai với vẻ mặt vô tình, Sắc mặt của cô bình tĩnh đến mức khó tin Cô dứt khoát nói cho đối phương biết lý do từ chối Thứ nhất Cô ấy không thích những chàng trai không có ý thức đúng chừng mực Đặc biệt là những người cứ quấy giày cô ấy hết lần này đến lần khác Thứ hai Cô ấy sẽ không có ấn tượng tốt với những người không biết cầu tiến Và từ bỏ tương lai không giới hạn của mình Nghe được câu trả lời này Lô Vũ Tranh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Tin vui là Anh vẫn còn cơ hội Và cuối cùng anh cũng biết tên của cô gái Hạ Kiều Ân. Mà tin xấu là, nếu bây giờ anh đi tìm Hạ Kiều Ân, anh sẽ trở thành loại người đầu tiên cô ghét. Ngoài ra, bây giờ anh ấy vừa khéo là loại người thứ hai. Anh dính cả hai yếu tố đó. Khoảnh khắc này, Lôi Vũ Tranh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn từng mảnh. Cha anh vẫn gọi điện như thường lệ để thuyết phục anh đi du học. Lần này Lôi Vũ Tranh đã từ bỏ cuộc đấu tranh, đồng ý mà không cần suy nghĩ. Anh thầm thề phải trở thành người đàn ông gây ấn tượng mạnh với Hạ Kiều Ân. Đối với Lôi Vũ Tranh, những ngày tháng du học ở Mỹ dài đằng đẵng. Dù rằng chỉ có vài năm ngắn ngủi, dù rằng cha anh đã lo liệu mọi thứ cho anh ở Mỹ, để anh có thể có một ngôi nhà ấm áp ở xứ người. Dù rằng người thân trong gia đình thỉnh thoảng cũng bay sang thăm anh, nhưng trái tim của Lôi Vũ Tranh vẫn trống rỗng. Nhưng khác với trước đây, bài vở dù nhiều đến đâu, anh cũng sẽ thức đêm cắn răng hoàn thành hết không còn chiếu lệ nữa. Dù cuộc sống có buồn chán đến đâu, anh cũng sẽ tĩnh tâm đọc sách để bổ sung kiến thức cho bản thân, không còn buông thả vô kỷ luật nữa. Chỉ là đôi khi tâm trạng không tốt, anh ấy sẽ ôm một cây đàn guitar, tự chơi và hát. Anh không biết mình đang hát gì, nhưng cảnh tượng lần đầu gặp Hạ Kiều Ân luôn hiện lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại. Lối vũ tranh đã thực sự thay đổi, thay đổi theo kiểu từ trong ra ngoài. Các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy đã trở nên góc cạnh hơn và anh ấy cao hơn trước rất nhiều. Điều quan trọng hơn là bản tính cả lơ phất vơ đã sớm biến mất, thay vào đó là sự chín chắn và điềm tĩnh. Con đường học hành cũng vô cùng xuân sẻ, không chỉ hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, anh còn giành được vô số học bổng toàn phần. Điều này khiến bố anh vô cùng vui mừng. Ông muốn lôi vũ tranh ngay lập tức về nước và tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc. Nhưng Lôi Vũ Tranh vẫn không muốn bị gia tộc ràng buộc. Xong anh lại không muốn làm tan nát trái tim người cha già của mình một lần nữa, nên chỉ đánh nói dối cha già rằng, trước tiên anh sẽ đến một ngân hàng đầu tư Mỹ để học hỏi kinh nghiệm, đợi khi đã đủ kinh nghiệm, anh mới về nước và tiếp quản. Người cha già không còn gò ép nữa, ông nghĩ sẽ tốt cho đứa con trai yêu quý của mình khi được va chạm với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Vì vậy Lôi Vũ Tranh đã từ bỏ việc trở về Trung Quốc, chọn tiếp tục chăm chỉ làm việc tại Mỹ. Làm sao anh lại không muốn quay về Trung Quốc cơ chứ? Người mà anh luôn muốn gặp vẫn đang ở đó. Nhưng Lôi Vũ Tranh luôn cảm thấy những gì mình có bây giờ là quá ít, anh phải có được thật nhiều thì mới đủ dũng khí để đứng trước mặt người đó. Lôi Vũ Tranh ở lại Mỹ thêm 3 năm, trong 3 năm qua, anh ấy đã làm việc chăm chỉ, từ một người mới gia nhập lĩnh vực ngân hàng trở thành một tinh anh trong lĩnh vực này, nhưng điều đó không làm anh kiêu ngạo, anh chỉ cảm thấy đó là cái mình nên đạt được. Một ngày nọ, em trai anh, Lôi Thần, cũng đang du học ở Mỹ, bất ngờ chạy đến nhà anh. Cậu hào hứng nói rằng sẽ cùng anh thành lập một ban nhạc. Lôi Vũ Tranh không bài xích, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, anh cũng không bao giờ ngờ tới, sao em trai đột nhiên lại muốn thành lập một ban nhạc. Lôi Vũ Thần vẻ mặt thần bí nói với anh, chỉ cần Lôi Vũ Tranh chịu trở về Trung Quốc, cùng cậu đi đến một nơi, cậu sẽ nói cho anh biết lý do. Lôi Vũ Tranh đồng ý lập tức xin một kỳ nghỉ dài ngày cùng lôi thần bay về Trung Quốc. Dẫu sao anh đã quá lâu không trở lại Trung Quốc rồi. Máy bay vừa mới hạ cánh, lôi thần liền kéo anh đến một quán bar cao cấp. Lôi vũ tranh có chút tức giận, thằng danh con sao đổ đốn đến mức chạy đến quán bar chứ. Nhưng khi vừa bước vào quán bar, anh lại giật mình. Tiếng hát mà anh tâm niệm ngày đêm vang lên bên tai, chỉ là trở nên vang dội và mạnh mẽ hơn, thỉnh thoảng xen lẫn với một vài tiếng gầm thét. Cô ấy mệt mỏi lắm sao?" Lôi Vũ Tranh vừa nghe là có thể nhận ra sự mệt mỏi của Hạ Kiều Ân. Anh đứng ở hàng ghế khán giả và lặng lẽ nhìn cô, bề ngoài tĩnh lặng như nước, nhưng nội tâm lại gợn sóng vạn trượng. Anh rất muốn lên sân khấu và chào hỏi cô một cách chính thức, nhưng Hạ Kiều Ân lại hoàn toàn không biết anh. Anh làm như vậy, sợ là sẽ bị coi là kẻ biến thái mất. Nắm đấm của Lôi Vũ Tranh siết chặt rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại siết chặt. "Anh ơi, Chị gái hát trên sân khấu tên là Quạ Đêm Chị ấy hát rất hay Em cũng muốn tỏa sáng trên sân khấu như chị ấy Lôi thần không ngừng nhún nhảy theo tiếng hát Và hét lên đầy phân khích với lôi vũ tranh Lúc này đôi mắt của lôi vũ tranh sáng lên Anh dường như đã tìm ra cách tốt nhất Để đến gần Hạ Kiều Ân Ban nhạc sơ ôn nhanh chóng được thành lập Lôi vũ tranh đương nhiên trở thành ca sĩ chính Thậm chí còn đặt tên cho mình biệt danh là Mị Mỗi lần lên sân khấu Anh đều đeo mặt nạ biểu diễn bởi vì hạ kiều ân cũng làm vậy thậm chí còn cường điệu hơn cả anh dần dần ban nhạc seoul trở nên nổi tiếng rất nhiều người đến xem họ biểu diễn hầu hết đều vì anh mà tới nhưng lôi vũ tranh không vừa ý vì người anh ngóng trông chưa bao giờ xuất hiện trên hàng ghế khán giả cho dù hạ kiều ân không tới nhưng ở một mức độ nào đó cô ấy cũng biết đến sự tồn tại của ban nhạc seoul chứ nhỉ lôi vũ tranh thường tự nghĩ như vậy khi biểu diễn trên sân khấu vài tháng sau kỳ nghỉ phép sắp kết thúc, thời gian lôi vũ tranh trở về Mỹ ngày càng gần. Anh không nỡ quay về, nhưng anh không thể bỏ công việc. Lôi vũ tranh do dự hồi lâu, vẫn đang cân nhắc có nên xin nghỉ phép thêm hay không, thì một cuộc điện thoại đến từ bố anh, ngay lập tức làm tâm trạng anh bị xáo trộn. Quả nhiên, cha anh lại gọi đến để thúc giục anh tiếp quản công việc kinh doanh trong nhà. Lời từ chối vẫn chưa được thốt ra, cha anh lại đổi chủ đề, bảo anh rằng gần đây một người bạn của ông muốn tìm đối tượng cho cháu gái của cô ấy. Cha anh dự định để lôi vũ tranh thử gặp xem sao. Dù sao thì con cũng đã đến tuổi lập gia đình. Giọng điệu của người cha già rất chân thành. Sau khi nói xong, ông còn gửi ảnh của cô gái cho lôi vũ tranh. Ông cũng nói với lôi vũ tranh rằng cô gái này tình cờ là thư ký cho tổng giám đốc trong công ty nhà anh. Vừa có năng lực, lại có tấm lòng nhân hậu, mấu chốt dáng dấp cũng xinh đẹp cô là sự lựa chọn hoàn hảo để làm con dâu của ông sự tò mò của lôi vũ tranh đột nhiên dấy lên sau khi nghe lời nói ba hoa trích chòe của ba anh anh muốn xem liệu cô gái này có thể so sánh được với người trong lòng mình hay không nhưng vừa bấm vào để mở ảnh lôi vũ tranh há hốc mồm ngay lập tức cơ hội mà anh hằng mơ ước cuối cùng cũng đã đến vài giờ trước buổi xem mắt lôi vũ tranh lo lắng cuống cuồng cả lên anh dọn hết quần áo ra khỏi tủ thử hết bộ này đến bộ khác trước gương cái này lạ mắt quá cái này hơi lỗi thời lôi vũ tranh hối hận vì không mang thêm nhiều quần áo về rõ ràng tất cả quần áo đẹp đều để ở mỹ cả rồi lôi vũ tranh loay hoay hồi lâu mới chọn được một bộ trang phục thường ngày và mặc vào ô đúng rồi lôi vũ tranh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó anh bỏ tất cả các chứng chỉ bất động sản bằng tốt nghiệp thẻ ngân hàng và trong túi rách anh có trực giác mạnh mẽ rằng những thứ này có thể hữu ích mà những điều này vừa hay chứng tỏ sự miệt mài chăm chỉ của anh trong bấy nhiêu năm qua lôi vũ tranh đến địa điểm hẹn từ sớm anh đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh họ gặp nhau trong đầu rồi nói những gì khi gặp nhau khi tiếng bước chân ngoài cửa đến gần nhịp tim của lôi vũ tranh tăng nhanh nhưng anh giả vờ bình tĩnh và nghịch điện thoại di động trang phục trên người cô khiến ai nhìn vào cũng phải trợn tròn mắt anh không biết nên khóc hay nên cười nữa trong lòng không ngừng cảm thán. Cô ấy quả thực là một người phụ nữ đặc biệt. Đồng thời anh cũng không quên nở một nụ cười chân thành. Đã lâu không gặp, quả đêm. Lời vũ tranh cuối cùng đã thành công thu hút sự chú ý của Hạ Kiều Ân. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc hạ vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ chuyện mới tiếp theo